1 2 3 Xin chào các bạn. Ở đây là ba chúng tôi. Chúng ta đang đến với ba mặt một lời. Chủ đề chính của ba mặt một lời sẽ liên quan đến thứ mà chính các bạn đang dùng nó để xem, đó chính là YouTube. Cậu bé vàng của YouTube là Logan Paul đã bị chính YouTube phạt vì một cái video phản cảm được up lên trên YouTube. YouTube trong quá trình phát triển hơn của họ đang gặp rất rất nhiều vấn đề mà nó cứ nối tiếp nhau, và cái tất cả cái này cho thấy một sự thật là khi mà chúng ta dần dần rời xa truyền hình truyền thống để đến với những môi trường xem video trên internet như YouTube thì cái sự thanh lọc nó bắt đầu xảy ra. Logan Paul là ai? Ngày xưa thì là một người làm vai. Cái làm vai là những cái clip mà nó rất là ngắn. 6 giây, siêu hài luôn. Siêu hài. Mà cái mặt của Logan Paul nhìn đã thấy hài rồi. Cái mà lúc anh ấy bảo là Hey Siri, call my girlfriend ấy. Sau đó bảo, which one trong anh ấy? Rất nhiều fan luôn. Và sau PewDiePie năm vừa rồi không xuất hiện ở trong YouTube Rewind thì là Logan Paul là trở thành chàng trai vàng ở trong cái video này luôn. Cái vụ việc này thì em cũng mới chỉ biết gần đây thôi. Ở Nhật thì có gọi một cái khu rừng gọi là khu rừng tự sát. Đã có rất là nhiều người đã tự tử đấy rồi. Tại vì là ở Nhật các anh biết là cái áp lực làm việc nó rất là căng đúng không? Khoan bàn là việc tự tử có đúng hay không, không bàn trong video này. Nhưng okay. Mà ở Nhật họ có cái khu rừng đấy. Đúng rồi. Và họ giữ cái sự yên tĩnh cho cái khu rừng đấy. Họ biết nhưng họ cũng không can thiệp gì. Thế mà anh ấy từ một nước khác đến du lịch và anh ấy vào. Sau đó thì làm loạn cả khu rừng ấy lên đúng không? Cái đợt em đi qua Nhật ấy thì là có đi qua khu rừng đấy. Sau đó anh hướng dẫn bên du lịch ấy thì là không biết là có được vào tham quan không. Thì anh bảo cái này là không, kiểu được không được, cái này là cấm, nghiêm khắc. Nhưng mà sau khi mà xem clip của Logan Paul thì là anh ấy kiểu như kiểu đi picnic ấy, ngang nhiên đi vào cái khu rừng đấy, và sau đấy thì anh ấy gặp một người đã ra đi rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây, cái việc đầu tiên mà anh ấy làm không phải là đi gọi cấp cứu hay gì cả, mà anh ấy quay lại cái thương ảnh đấy, người đấy người ta đang treo cổ và anh ấy cười. Và không phải mỗi mình anh ấy, cả đoàn của anh ấy đều nghĩ đấy một cái trò rất là vui vẻ. Đấy là cái điểm mà mọi người chê trách nhất. Cái video ở trong khu rừng của Logan Paul nó chỉ là một trong hàng loạt cái video mà vlog theo phong cách nghịch ngợm của Logan Paul. Có một vlogger ở Nhật họ còn thu thập rất nhiều cái video của Logan Paul là đi du lịch ở Nhật và làm rất nhiều cái việc mà nó nằm ngoài cái sự cho phép của đạo đức. Mà ở Nhật thì là cái kỷ luật và cái đạo đức rất là tốt rồi, nhưng mà áp vào cái nước khác nó cũng không phù hợp luôn. Nó ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Hàn Quốc thì nó vẫn nằm ngoài cái tiêu chuẩn đạo đức luôn. Ví dụ như là vào chợ cá, anh ấy lấy hai con cá tươi, sau rồi đi dọa mọi người ở ngoài đường. Sau đó thì dọa chán rồi thì vứt luôn hai con cá ở trên xe taxi. Ở Nhật Bản ấy, cái việc vứt ra ngoài đường là một việc cực kỳ nghiêm cấm luôn. Và khi mà mình sang Nhật thì thề luôn, không có một cái cọng rác nào, không có một cái lá nào ở trên đường cả. Và anh ấy ngang nhiên anh ấy vứt hai con cá. Nếu như mà anh ấy là người Nhật, là một người công dân Nhật thì chắc chắn là anh ấy sẽ phải đi tù. Mà nói thật nhá, ở Nhật họ là một cái quốc gia mà tài nguyên nó khô cằn rồi, mọi thứ ấy để làm ra được thức ăn ấy họ rất là quý giá. Thì cái việc là vi phạm đồ ăn hay là đem đồ ăn của người ta ra vứt ở ngoài đường như thế là sai hoàn toàn. Nhưng mà áp vào Việt Nam đi, bây giờ tưởng ra ngoài sợ em mua hai con cá sao thôi trêu mọi người, tao vứt lên xe của người khác ấy, người ta có đánh không? Xúc vật, vô học. Rồi. Chưa chắc là ở Nhật. Và có rất nhiều cái video nó kiểu như thế của Logan Paul. Vấn đề là có bộ phận không nhỏ những người vẫn thấy nó là một chuyện rất bình thường và họ quay cũng là ủng hộ. Có những em nhỏ khoảng lớp học cấp 2 thôi ở bên Mỹ thì các em không chỉ là ủng hộ cho cái hành động đấy, mà các em còn bảo là cái người chết đấy, cái người mà đã treo cổ, thậm chí anh ấy còn phải cảm thấy là may mắn vì đã được xuất hiện ở trong vlog của Logan Paul. Cái nhận thức nó sai trái. Đúng rồi, cổ suý cho một cái hành động mà vô văn hóa như vậy. Cái thị hiếu khán giả trên YouTube hiện nay là thế đang có vấn đề. Chúng ta thấy bao nhiêu vụ việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua, nó cho thấy là những cái video kiểu như thế rất rất nhiều người xem. Và Việt Nam thế mà, những cái channel mà Frank và Nghịch Dại tắt kiếm tiền rồi. Tuy nhiên thì người xem vẫn nhiều và vẫn rất nhiều người muốn làm. Có thể là làm kiểu trà trộn, làm kiểu giấu giấu một chút, nhưng mà vẫn rất nhiều người muốn làm. Và Logan Paul đấy đã bị YouTube phạt. Trước hết là cái video đấy bị xóa và bị tắt kiếm tiền. Sau đấy nhá, Logan Paul còn làm một cái video xin lỗi rồi. Nhưng mà ở trong cái video xin lỗi đấy cũng không có thành ý đâu ấy. Mình sai rồi, mình xin lỗi các bạn và đã hãy tiếp tục ủng hộ mình nhá. PewDiePie còn phân tích là trong cái tâm thư xin lỗi của Logan Paul, ông ấy nhắc đến bản thân ông ấy 16 lần. Thế là cái tôi của nó quá lớn. Xuất thân từ hài ngắn đúng không? Vui thôi, đừng vui quá. Và YouTube giới hạn khả năng kiếm tiền, tức là bởi vì anh này là được vào một cái chương trình gọi là chương trình kiếm tiền ưu tiên của YouTube. Tức là nó là quyền ưu tiên cho các nhà quảng cáo được đăng quảng cáo trên những kênh YouTube top đầu thế giới. Tức các nhà quảng cáo bên cạnh những kênh bình thường thì còn có một quyền nữa, tức là sẽ phải trả nhiều tiền hơn để được xuất hiện trên kênh YouTube của những người làm YouTube hàng đầu thế giới. Và anh này thì nằm trong cái số mà được nhận tiền quảng cáo từ những nhà quảng cáo hàng đầu đấy.
thì bây giờ YouTube cắt cái tiền đấy đi. Cái thứ hai, Logan Paul thì đã và đang sản xuất rất nhiều nội dung ở trên YouTube Red. Thế nhưng mà YouTube hiện nay sẽ trì hoãn vô thời hạn series phim của anh này trên YouTube Red. Và nó là những cái công cụ kiếm tiền rất là hữu hiệu. Tuy nhiên thì bây giờ YouTube nó đã chặn đứng rồi. Và như thế thì vì anh là YouTuber hàng đầu và bây giờ thì anh bị cho xuống chiếu dưới. Thực ra hình phạt đấy vẫn còn là nhẹ. Xóa kênh chẳng giải quyết được cái vấn đề. Tại vì anh ấy là một người rất là nổi rồi ấy. Anh ấy chỉ cần lập lại kênh và hô hào fan ê subscribe lại cho tôi đi là lại như cũ ngay. Vấn đề là phải có cái chế tài rõ ràng. Thực ra YouTube cũng không muốn bỏ Logan Paul đâu. Cậu bé vàng mà. Ôi, kiểu con gà hái ra tiền làm sao. Con gà vàng mà, không muốn bỏ đâu. Thực ra cái vụ này nó đã có từ cuối năm ngoái 31 tháng 12. Phải gần 2 tuần sau thì nó mới bắt đầu nhanh nhóm lên. YouTube lại một lần nữa lại thể hiện là họ phản ứng chậm. Rất nhiều lần YouTube phản ứng chậm rồi. Đây không phải lần đầu tiên mà chúng ta gần như đã quen với cái việc là YouTube lúc nào cũng kiểu trì hoãn một thời gian. PewDiePie, một vlogger cũng rất nổi tiếng. Anh ấy cũng đã dính rất nhiều scandal. Nào là miệt thị người Do Thái hay là chửi bậy trên video. Nhưng mà anh vẫn không biết làm sao cả. Sau đấy thì mình đọc những cái bình luận thì mọi người bảo là thằng này nó sẽ không làm sao đâu, tại vì nó là cây ATM kiếm tiền của YouTube. Nghĩa là YouTube sẽ làm như vậy với tất cả những ai mà mang lại nguồn lợi cho họ, luôn có những cái chế độ ưu tiên ấy. Tại sao lại là chọn Nhật để làm những cái video kiểu như thế này chứ không phải làm những cái khác? Nhật là một nơi mà vừa đậm mà lại vừa lạ về cái văn hóa châu Á. Nếu mà để tìm hiểu về văn hóa châu Á thì mình nghĩ là ở Nhật đậm nhất và lạ nhất. Đấy là anh ấy chọn sai, đấy là tại anh ấy chọn sai. Chứ nếu mà anh ấy sang Việt Nam, bây giờ anh đã hot rồi. Ở Việt Nam nhiều người cũng nghịch nó hot lắm. Đúng rồi, các trào lưu chơi khăm và nghịch ngợm ở Việt Nam hiện nay đang rất rất thịnh hành và chưa hề có dấu hiệu suy yếu. Một lần nữa, S-Channel cổ vũ cho phong trào làm YouTube lành mạnh. Tuy nhiên thì nếu như những cái xấu mà vẫn tồn tại thì chúng mình cũng không biết phải làm nào cả. vì nó vẫn đang phát triển. Nó vẫn ngày càng thành công rực rỡ. Rực rỡ hơn chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến câu chuyện hài Tết. Nhưng là hài Tết trên YouTube. Cái phim hài Tết của Việt Nam ấy trên YouTube ấy, nó có một cái điểm chung là nó không bao giờ hài. Nhát, thấy là nội dung nó giống nhau. Lúc nào cũng quanh cái chuyện là vú về dê già rồi thư ký với sếp rồi chúc Tết. Mình nói luôn những cái hài mà mình đang nói ở trong cái video này, đó là hài miền Bắc. Và YouTube chúng ta gõ chữ hài Tết chẳng hạn thì phải có đến 90% kết quả thì đều là hài miền Bắc. Trước đây thì có một sự thật là người miền Bắc thì thường tự hào bởi vì nội dung hài có phần sâu sắc hơn. Nó không là cái hài mà nói tuột thẳng ra như là hài miền Nam. Ngày xưa mà hồi có cái chương trình gặp nhau cuối tuần, có một cái thế hệ hài đó là anh Xuân Bắc rồi chị Vân Dung rồi anh Công Lý rồi anh Tường Long rồi anh Quang Thắng, cái biệt đội Táo Quân ấy. Vâng. Là những cái thế hệ hài mà mình cảm thấy là rất là hay. Và cái thời điểm đó mình cũng thích xem hài miền Bắc hơn. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là những cái lứa nghệ sĩ hài sau không được như thế nữa. Nó bị thương mại hóa, bị vú vê, nó trợ kiểu gì. Thế là mình lại chuyển sang thỉnh thoảng lại xem hài miền Nam. Không phải phân biệt vùng miền đâu, mình nói ra thế để cho nó dễ hình dung thôi. Tức là hài của Trấn Thành rồi chú Hoài Linh. Và mình ấn tượng với cô Phi Phụng, nhất là trong cái bộ phim Gia Đình Là Số 1. Thấy vẫn dễ chịu hơn là bật lên là thấy vú vê rồi thấy dê già. Hài Tết miền Bắc qua theo dõi khoảng mười mấy năm thì chúng mình thấy nó đi theo một tiến trình là phát hành đĩa và nhận một số ít tài trợ, nhưng mà làm nội dung nó có chất lượng. Những cái ví dụ như Dâu Quặp chẳng hạn. Dâu Quặp hay đấy. Concept ở làng quê đúng không, ra đầu làng rồi về nhà và cái đấy làm rất là chỉn chu. Những câu chuyện dân gian kết hợp với cái lối diễn của hiện đại thì nó là bộ phim hài thật sự. Khi mà kết thúc bộ phim đấy nó mang lại cho mình một cái bài học gì đấy. Tiếp theo nó đi đến một cái bước nữa, đấy là bước thương mại hóa quá đà. Cái làm cho mình sốc nhất đấy là cái cưới vợ trên xe của chú Xuân Hinh. Trước đây mình nghĩ nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh là một người vô cùng chỉn chu với những cái vai diễn mặc kiểu để đời, nhưng sau khi xem cái đấy mình thấy thật sự chú ấy đã bị thương mại hóa quá mức rồi. Cái bước sốc đấy làm cho mình đã mường tượng ra cảm giác là hài miền Bắc rồi nó sẽ đi đến cái bước như thế này. Và nó đúng là như thế thật. Bây giờ đúng sốc, sách, xến, hở. Các bạn xem 10 phim hài Tết miền Bắc thì cả 10 đều có ngực, đều có vú. Từ làng quê cho đến thành thị lúc nào cũng có những cô bán nước ven đường cũng là vú, cô trông trẻ cũng vú. Xong rồi cô nằm trên chiếc phản tre cũng chú. Và nó đều là của những đơn vị mà hồi xưa đã từng kiểu làm rất là thành danh. Và các bạn xem những cái nội dung của họ, các bạn sẽ thấy thực sự là phản cảm. Và nó là những nội dung hướng đến gia đình trong ngày Tết. Thế nhưng mà hàng ngày hàng giờ có biết bao nhiêu triệu gia đình đang phải xem những cái thứ đấy. Nhiều gia đình đã tan vỡ và xem những cái video hài Tết. Ví dụ như là chồng đang ăn cơm thì chuyển sang ăn bưởi. Và đêm đó là vẫn đấy, rối loạn tiêu hóa. 30 Tết là vẫn vẫn ra đường nằm như thường. Nếu như mà các bạn muốn hỏi kinh nghiệm thì các bạn hãy hỏi kinh nghiệm của anh Nguyễn Lạc Huy. Cho ra được cái một hôm rồi. Thì xem hài Tết, tại sao họ phải làm như thế? Đơn giản thôi, đấy là lý do
thương mại. Thương mại thì hài miền Nam vẫn thương mại thôi. Bởi vì từ hồi xưa nghệ sĩ miền Bắc đã luôn khó kiếm show diễn hơn nghệ sĩ miền Nam rồi. Cái sân khấu miền Nam luôn luôn sôi động. Các nghệ sĩ họ rất là năng động, họ biết cách để làm sao để làm mới bản thân. Có công việc làm quanh năm. Nếu họ không đóng hài thì họ sẽ dẫn chương trình. Họ không dẫn chương trình thì họ sẽ tham gia game show. Và ở trong đấy thì cái môi trường game show rất là phát triển. Rất nhiều người nổi lên từ game show. Và cái người đó tham gia game show nào thì mình cũng muốn xem. Ví dụ như là Thiên Đường Ẩm Thực rồi Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai. Rất nhiều game show hay, thật sự hay. Thật sự hay, đúng không? Và đó là một cái môi trường mới để cho họ thể hiện được cái sự hài hước của mình. Chứ không cần phải là biên ra một cái sân khấu và diễn kịch nữa. Thế cho nên là thứ nhất là họ có nhiều thu nhập và họ không phải bị đẩy đến đường cùng như là nghệ sĩ hài miền Bắc là chỉ có một mùa kiếm tiền duy nhất đó chính là hài đấy. Họ bắt buộc phải tìm đến một cái gì đấy để phát triển, và bây giờ họ tìm được một cái lối là YouTube và họ phát triển YouTube, nhưng mà cái hướng phát triển của họ bị lệch. Nghệ sĩ miền Bắc không phải là không biết tự làm mới mình. Như là chú Xuân Bắc ấy, chú ấy cũng làm MC, vừa làm diễn viên hài xong rồi lại còn đóng Táo Quân nữa, rất là nhiều việc. Mà quan trọng là em nghĩ là do cái năng lực nghệ sĩ thôi. Cái lứa Xuân Bắc rồi Xuân Thắng rồi chị Vân Dung các thứ ấy là giỏi rồi, kiểu gì cơ hội cũng đến với họ thôi. Tuy nhiên thì ở miền Bắc là thiệt thòi thật sự đấy. Nếu mà không Nam Tiến, chú Quang Thắng với cả chú Tự Long một suốt ngày đọc quảng cáo cho VOV đâu không ấy. Làm như thế thì làm có được kiếm được bao nhiêu đâu. Nghệ sĩ hài mà chỉ nổi tiếng không nổi hình. Và cái đọc quảng cáo trên VOV chắc chắn là chả thấp, không thể bằng game show được. Nhưng vấn đề là họ còn gia đình ở đây và họ đã sống quen ở đây rồi và họ không thể chuyển. Mà chưa kể nghệ sĩ hài rất là khó đóng được phim chính kịch cơ. Đã bị quen với cái gương mặt hài hước rồi. Rất nhiều người phải sau một thời gian dài họ mới có thể quay lại đóng phim chính kịch. Đấy là đang nói về những cái người mà giỏi. Nổi, rồi họ giỏi ấy. Họ giỏi và nổi. Còn sau này rất nhiều những diễn viên trẻ khác họ đam mê về diễn hài và đấy, rất nhiều thứ. Tuy nhiên họ ở miền Bắc rất là khó sống. Chưa kể là họ có muốn Nam Tiến cũng chưa chắc được, tại vì không hợp thị yếu. Đúng không, không hợp thị yếu. Tức là nghe giọng miền Bắc không quen chẳng hạn thì họ cũng không muốn vào trong Hồ Chí Minh để chơi game show cũng không được. Cái cơ hội thì nhiều, tuy nhiên thì diễn viên hài ở trong đó cũng không thiếu. Cho nên là để mà những cái diễn lứa diễn viên trẻ và muốn vào đấy để chứng minh năng lực cũng không phải dễ. Các diễn viên miền Bắc thì cứ quẩn quanh trong cái hài Tết. Và đấy thì những cái video hài Tết thì view rất là cao, quảng cáo rất là nhiều. Cứ một vài phút lại có cái chấm bằng vàng trên cái bảng thời gian ấy. Đấy thì là chí nội sĩ ngoại. Đấy quảng cáo. Gan đủ các thứ. Mà không những YouTube tự đẩy quảng cáo mà quảng cáo có xuất hiện khắp nơi trong video và ngắt quãng giữa các đoạn trong phim. Máy lọc nước Kangaroo rồi máy lọc hoa quả Nonan rồi. Máy lọc hải. Quà tặng từ Thiên Nhiên. Đấy cũng là cái thương hiệu miền Bắc luôn, mới sợ chứ. Mình ở đây, mình quen cái văn hóa đấy rồi mà mình vẫn không tiếp nhận được thì phải hiểu là như nào nữa. Nhưng mà em thấy là bên cạnh đó thì vẫn có những cái video rất ý nghĩa, rất đáng để xem. Không phải là đâu có thạch rau câu với cả tôm. Để lại có vấn đề đúng không? Thôi. Đấy, bây giờ đúng là hài Tết miền Bắc xem được mỗi gặp nhau cuối năm cái Táo Quân thôi. Thậm chí là đấy còn quảng cáo Oppo selfie sum vầy lưu đầy hình xuân, mình vẫn không thể nào quên được cái câu đấy. Rồi tổng kết lại là mùa Tết năm nay thì SN hứa hẹn sẽ đưa đến cho các bạn rất nhiều nội dung bổ ích thú vị, và đặc biệt là hài Tết. Hài Tết. Hài Tết SN. Đảm bảo là không có thạch rau câu hay là tôm tùm. Thực ra là thực ra sẽ không có quảng cáo mà cũng không có vú vê gì hết, tại vì đâu có vú đâu. Không ai có vú. Mỗi nhung béo thôi. Rất nhiều nội dung lành mạnh, đậm đà giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ được gửi đến các bạn trong mùa Tết này. Yêu lắm. Xem vào tin Tết này trên SN nhá. Còn bây giờ thì xin chào. Chào và hẹn gặp lại.